Ủa, công trình này đã thấy những cái quảng cáo của công ty Thái Công khi mà đi máy bay, nhưng mà tại cái thời điểm đó thì ảnh chưa có mua cái căn villa này. Sau khoảng đó một thời gian thì khi mà ảnh đã sở hữu cái căn villa này rồi thì ảnh rất là mong muốn tìm một cái nhà thiết kế để thiết kế cho cái căn nhà mà anh chị đã chia sẻ đó như một cái căn nhà để đời, bằng một cái sự liên kết qua những cái hình ảnh quảng cáo của công ty Thái Công. Anh không có nhớ được cái tên nhưng mà anh nhớ được cái hình ảnh rất là ấn tượng, và anh rất là thích cái phong cách của anh Thái Công qua những cái hình ảnh quảng cáo. Và sau đó là ảnh hỏi tất cả những bạn bè của ảnh. Có một cái người thiết kế đeo mắt kiếng và thiết kế cái phong cách rất là ấn tượng, rất là đẹp. Mọi người có biết ai không? Và cuối cùng là ảnh đã tìm ra anh Thái Công. Và khi mà ảnh gọi điện cho Huy để đặt một cái cuộc hẹn để gặp gỡ thì ảnh giống như là mình đang tìm kiếm một cái điều gì đó, và cuối cùng mình tìm tìm được thì ảnh chia sẻ được là ảnh rất là mừng. Đặc biệt cái ngôi nhà này là nằm ngay Ba Son, là có nghĩa là ngay trung tâm ở Sài Gòn. Mình đây sát bờ sông Sài Gòn. Mình từ đây mình đi ra khách sạn Majestic Park Hyatt là đi bộ được luôn. Có nghĩa là đây là rất là trung tâm. Bởi những cái đất này rất là đắt tiền, rất là đắt. Nếu mà ok, nếu mình so sánh cái vị trí này mà với London đó, hay là ở New York, ở Fifth Avenue thì thật sự rất là rẻ. Tại cái đó thế thật sự mà cái giá tiền mua cái nhà này thì ở bên New York không mua được cái apartment. Dĩ nhiên cái giá trị của cái bất động sản thì nó phù hợp với cái địa điểm của cái nhà nó đang ở đâu. Nhưng mà Sài Gòn là cái thành phố rất là lớn, khoảng 10 triệu dân số. Có nghĩa là bây giờ nói là ở quận 9 hay là tới quận ở đâu cũng gọi là Sài Gòn. Nhưng mà đây là quận nhất, mà quận nhất nó cũng lớn nữa. Thì mình đang đây là vị trí số 1 của Sài Gòn. Bởi vậy cái vị trí này rất là đắt tiền. Vì cái sự đắt tiền của cái này thì người ta chỉ xây được cái nhà townhouse giống như vậy. Người ta không có miếng đất bự, bởi là không có những cái sân vườn ở ngoài. Chủ nhà mua cái nhà này là chấp nhận là không có cần cái sân vườn. Vì cái chủ nhà này cũng có những cái nhà cực kỳ lớn ở ngoài ngoại ô, ở gần Đà Lạt. Rất là lớn, cái miếng đất có khoảng 10.000 mét vuông, rất là bự. Nhưng bởi vì cái chủ nhà mua cái nhà này thì chủ nhà làm trong quận nhất, mà muốn về nhà và đi làm rất là gần. Bởi anh phải tổ chức cho cái chủ nhà một cái ngôi nhà đi làm về hưởng thụ một cái cuộc sống, một cái sự riêng tư. Mà đây là một cái cuộc sống rất là đẳng cấp, vì người ta muốn có một cái tinh tế từ cái vật liệu, từ cái thi công, từ cái mặt bằng mà anh chia ra đó, cho một cái lối sống nó vừa đúng vừa đẹp cho cái người ở trong ngôi nhà mình. Thì anh cũng có yêu cầu mình làm mấy cái vườn. Không, anh thấy là bây giờ là đầu tiên là anh thấy là cái cửa chỗ này là không đúng rồi đó. Ok, giờ mình đi vô ha. Cái này chắc phải sửa lại hết ha. Từ khi mà công ty Thái Công nhận thiết kế cho cái công trình này thì cái mặt bằng nó là một cái thử thách rất là lớn. Cái nhà này thì người ta xây sẵn nguyên một cái nhà thô và anh phải cải tạo lại. Thì trong cái nhà này thật sự là trong cái kiến trúc á, nó có nhiều cái thật sự là anh nói là nó sai. Vì cái này là một cái phong cách nhà Âu Châu. Thì phong cách nhà Âu Châu thì cái kiến trúc ở trong, cái kiến trúc nội thất nó cũng phải theo Âu Châu được. Ok, vậy bữa nay mình sẽ khảo sát lại những cái vị trí mình lên layout cái mặt bằng, và mình coi sơ lại có ok không, coi nó có lý hay ha. Ồ, vậy cái cửa này là mình sẽ, anh muốn nó thành chắc là thành cái cửa sổ giống như cái cửa sổ đối diện đó. Nếu mà làm được thì anh không muốn cái này nó thành cái cửa chính. Thay đổi cái chức năng. Hả? Ừ. Okay, vậy là cái chỗ này là mình sẽ bước vô cái cầu cái tường bên đây, và người ta sẽ vô hành lang bên đây, và sẽ phòng khách là vô từ bên đây đúng không? Ok. Còn cái cửa sổ mà nếu mà được thì là mình copy y chang cái cửa sổ này. Nào qua bên đây là người ta không biết cái này là cái cửa chính, mà nó thành là một cái cửa sổ sát sàn. Thì đầu tiên anh phải tìm cách đổi cái lối vô nhà, là cái cửa là phải đi từ cầu thang bước lên và đi vô thẳng một cái lối nhỏ và mới vô cái ngôi nhà này.
Còn cái cổng mà mình đi lên á, thì cái đó là mới thành một cái terrace cho cái phòng khách này. Đó là một cái sự thay đổi lớn nhất. Anh Thái Công đã thay đổi cái lối đi vào nhà, tạo một cái khu vực sảnh. Cái này hiện trạng của nó không em? Dạ. Hiện trạng nó vẽ là... Ủa nó vẽ cái là gì vậy ta? Cái phòng hút thuốc ạ. Gì vậy? Với cái cửa mà đi vô á, là họ đang thiết kế là cái là phòng hút thuốc. Tuy nhiên vô cửa là cái phòng đó gọi là cái phòng hút thuốc. Trong bản vẽ thì để một cái sofa và cái cửa sổ. Giờ mình anh muốn cái kiểu mà townhouse, em coi cái townhouse ấy. Cái kiểu nó cũng là bên nó không phải là nó đi thẳng vô bên trên cái bề ngang, nó cũng nhỏ thôi, nó cũng vô cái hành lang vậy đó. Cái này thấy không, nó cũng vô đây rồi, nó lên đó, đổ đây rồi, đây có cái terrace nè. Mình hiện tại mình là đi thẳng vô đây luôn đó, là sai cái chỗ này nè. Cái nhà bên Âu Châu là như vậy đó. Mình đâu, người ta vô bên đây rồi người ta cái phòng khách ở bên đây chứ đâu có ai mà đi thẳng vô cái phòng khách không đó. Thì cái này là em vô hành lang rồi vô đây, hai cửa này mới cửa phòng khách. Sau lưng mà mình đang thấy này là cái cửa, là cửa chánh bước vô nhà, nhưng mà cái nhà này bước vô nhà này là bước vô đây, là hiện tại mình đứng đây là đứng đang trong phòng khách. Thì cái nhập mặt bằng này là được thừa là không sang gì lắm. Nếu mà người ta bước vô một cái ngôi nhà thì phải bước vô một cái sảnh, và cái sảnh đó từ đó người mới bước vô phòng khách, phòng ăn và nhà bếp và vô những phòng khác. Chứ bên Âu Châu người không bao giờ mà có một cái ngôi nhà mà mở cửa ra mà bước thẳng vô phòng khách được hết. Ok, cái này là cái cửa cổng vô ha. Được, cái cổng. Bây giờ mình muốn bít cái này lại, mình xây cái này nó bỏ cầu thang này luôn. Bỏ cầu thang luôn. Thì cầu thang này anh muốn cầu thang nó qua bên đây. Bên đây. Và cái này thì mình làm thành cái terrace. Cái cửa này thì mình cũng làm theo cái cổng của gió, nó giống nó luôn. Thì mình chỉ làm ốm lại thôi. Anh nghĩ là cái nhà bằng bà son á, mình làm vậy là quá hợp lý hơn. Chứ đâu tự nhiên mà mở cửa đi thẳng vô cái phòng khách, quá vô duyên. Và sau đó là cái tường này là mình sẽ bít lại. Bít lại. Đây là cái vệ sinh. Cái tường này mình sẽ đập xuống. Và cái cột này nó sẽ biến mất vô trong cái tường mình. Tới đây không hả? Ừ. Cái tường này là mai mốt là cái cửa chính giữa là của cái đây ha. Ok, vậy là mình sẽ bước thẳng vô đây, vô phòng khách luôn. Và cái cầu thang này mình sẽ đập đi và cái lỗ này sẽ làm xuống và mình đi thẳng vô nhà bếp. Có thể cái hành lang nó sẽ hơi nhỏ đi nha, nhưng mà anh cũng sẽ chấp nhận. Cái là mình cũng có ưu tiên một, ưu tiên hai. Thì ưu tiên đầu tiên của anh là không có được vô phòng khách. Và anh nói là mình ngồi đây cũng rất là khó chịu. Tự nhiên mình ngồi đây, mình đằng sau lưng cái cửa chánh, nhưng mà đó là cái cửa sổ, bây giờ mình kéo cái màn lại được thì nó sang trọng hơn nhiều. Thí dụ mình đang có khách đây, có thể là mình đóng cửa lại và nhân viên ở trong nhà, người giúp việc ở nhà, người ta đi qua đi lại, người ta đem delivery, đem nước, đem rau cải, đem thùng rác vô ra thì mình không có thấy, và nó đem cái sự sang trọng cho ngôi nhà. Cái chỗ này là mốt thành thành một cửa lùa bước vô phòng khách, và cái cửa này là khách sẽ, chủ nhà sẽ vô cửa này, vô phòng khách, vô đây. Và vô đây vô phòng khách rồi thì là cái chỗ này tôi mới tạo ra một cái thêm một cái cửa đôi nữa, là một cái bức tường. Và cái chỗ này là cũng thêm một cái cửa lùa để vô phòng ăn. Vậy là nếu mà khách đến đây á, thì là mình kéo cái phòng ăn lại và mình tiếp khách ở trong đây. Mình sẽ chưa, người ta chưa biết làm sao để có một cái phòng ăn. Và nếu mà buổi tiệc bắt đầu thì là chủ nhà mới mở cửa ra và mới bước vô đây là phòng ăn. Anh ở ngoài Việt Nam nhưng đi bác sĩ sửa nhà ở đây cũng còn nhiều cái sai lắm, nhiều lý, nhưng nó có cái này cũng không có cần. Thật sự cái cột này mà đi ra luôn tới đây á là cái terrace nó bự hơn nữa rồi, đúng không? Có nghĩa là cái cửa sổ này không cần đâu, tự nhiên có cái hót này làm chi đó. Thế nó cũng xây khít nhà người ta mà sao nó không xây sát luôn đi, mà tự nhiên nó bỏ hết một khúc cái này, quá uổng. Nên là hai cửa sổ kế bên nữa, mấy cái ban công này cũng quá vô dụng. Rồi đằng sau đây cũng vậy, đằng sau đây là cái chỗ nè, cái phòng khách nè, tự nhiên có cái cửa sổ này, mình cũng không cần cửa sổ này luôn. Mà tự nhiên bây giờ mất hết một giai đoạn này trong cái phòng ăn. Và nên cái này mà nó xây, người ta xây qua hết nguyên cái cục này sẵn xuống đi, tự để này làm gì. Ok, đây là phòng khách ha. Bây giờ mình sẽ có cái chỗ này là mình sẽ để cái salon, một cái salon. Ở đây một cái salon thứ hai. Và cái cửa sổ này là bích là quá đúng rồi đó. Ha. À, mình bích cửa sổ này là cái tường bên kia là nó sát ranh tới đây luôn hả em? Dạ đúng. Cái cửa này á, là thật sự là anh thấy không có cần, nhưng mà chủ nhà muốn giữ lại thì chắc mình cũng chiều khách hàng, và anh sẽ đưa ý kiến là mình sẽ làm sát sàn luôn. Ở đây là bước ra ngoài của cái nhà người ta rồi. Cũng không, mình không có làm được gì hết. Dạ. Bây giờ tại vì thật sự cái phòng này là có một cái cửa sổ bự này là cũng đủ rồi. Thật là quá đủ cho một cái phòng là đủ để cho có cần hai cửa sổ. Dạ. Yeah.
Bây giờ nhưng mà mình cũng chịu khách hàng là cho giữ cái cửa sổ này lại. Cái này là cái nhà này cả triệu đô la đó em coi cái hàng rào kìa. Hả? Nhìn quá mệt. Nếu mà được là đập luôn cái cửa này. Yeah. Ok. Nếu mà được cái này là đúng là cái nhà đầu tiên ở Việt Nam là cái phong cách này. Quá đẹp. Chính diện. Quá đẹp. Ok. Như vậy làm hồ sơ xong đi ha. Okay, vậy anh sau đó mình vẽ cái mặt bằng. Vậy em làm cái này em đưa cho Vũ với Huy nhé. Và cho chủ nhà xong người ta sẽ xin phép. Rồi để mình coi ra sao. Hy vọng nó chịu, không thôi là mình phải có cái phương pháp nào không ta. Chắc là phải được rồi. Ok. Good, cảm ơn em. Cái cửa này mình đi bao nhiêu em? Một mét thôi. Một mét? Một mét thôi. Dạ. Cái cửa chính là vô là thứ tư. Thứ tư. Sao này không thứ tư luôn em? Cửa này phải bằng nhau mới được. Đúng rồi, nó bằng nhau rồi. Em nói đây thứ tư hay thứ hai? Không, thứ tư là cái cửa bên kia. Cửa chính đi vô chứ. Ồ vậy hả? Hai bên này bằng nhau hả? Thì em nói cái này thứ tư thì thứ hai. Không có. Em đâu làm vậy. Ok. Vậy là ok đúng không? Dạ, ok. Đây đây là hai cái này là mặt thứ tư, hay thứ hai, Thì thứ hai cái đừng cái lớn cái nhỏ không được đâu. Dạ. Mình đi cái cầu thang này. Anh đi trước hả? Rồi có gì em té anh đỡ hay sao? Khôn vậy. Cái cửa này mình có giữ không em? Mình biết lại. Biết luôn ha. Anh cũng cái cầu thang mốt là nó chỉ còn có phần nửa đây rồi đúng không? Phần nửa tới đây thì nó đi sang nó đi. Chủ nhà đây là lớn tuổi. Mà nếu mà cái mốt mà càng lớn tuổi nữa thì phải cần cái thang máy đi lên. Mà nếu mà thang máy mà ban đầu mình không có xây á thì sau đó rất là khổ, mình không có xây thêm được nữa. Có lẽ anh phải tìm mấy cái cấu trúc mà có nghĩa là mình phải nghĩ tương lai ngôi nhà này là ai sẽ ở, tuổi bao nhiêu ở để mình dùng cho nó đúng. Thì những cái phòng mà mình không thay đổi được á thì ví dụ như là lưới cột nè, trục cầu thang thì đó là những cái khu vực mà mình khi mà mình nhận thô là nó cơ bản là mình không có được phép là đụng đến. Chỉ có cái vấn đề là ở cái diện tích khi mà mình nhận là nó không có lớn để phục vụ cho cái việc mình bổ sung thêm cái thang máy vô trong cái vị trí này. Cho nên là cái việc mà mình đập thang bộ nó là cái việc bắt buộc. Good. Cái thang máy là nó ra cái lỗ nào Hữu? Cái thang máy là ra cái chỗ đây luôn. Có nghĩa là cái chỗ mình bước đây là nó sẽ là một cái thang máy. Cầu thang xây quá bự cho cái ngôi nhà này. Và cái thang quá bự thì anh phải đập nguyên cầu thang đó và làm cái cầu thang nó nhỏ lại để tạo thêm một cái thang máy. Anh Thái Công cũng có một cái ý tưởng rất là táo bạo, đó là thay đổi cái diện tích của cầu thang và cái vị trí của cái cầu thang so với cái vị trí ban đầu của chủ đầu tư. Ok, cái chỗ này anh thấy hơi ấm. Cái dành này nè, cái dành này anh nghĩ là nó phải ra tới đây. Anh muốn nó lớn lên bớt hơn nó thành một cái khung luôn á. Cái này là bự ra tới đây. Hiện tại là em đang làm bên này nó bằng với lại cái đố đây, bằng với không mấy nhỏ, cái đố không nhỏ quá. Cái này nó ít nhất phải gấp 3 lần luôn. Theo cấu trúc ở Việt Nam thường là người ta xây cái ngôi nhà là mở cửa ra là đi thẳng vô cái phòng khách. Mà cái cấu trúc đó bên Âu Châu người ta không có làm vì người ta thấy cái đó là nó rất bất tiện cho cuộc sống trong nhà. Bởi vậy lúc nào bước vô nhà là phải bước vô một cái sảnh hay là cái hành lang nhỏ, từ cái hành lang đó mới thấy thang máy hay là thấy cầu thang, rồi từ đó có thể là vô vệ sinh, vô cửa, vô nhà bếp, rồi xong từ cầu thang đó mới lên lầu 1, lầu 2, là cái cầu thang nó nằm riêng biệt chứ nó không có nằm trong cái phòng khách của mình, nó không có nằm ở trong cái phòng ngủ của mình được, đó là nó nằm tách biệt riêng. Cái sảnh là nó khoảng tới đây thôi phải không? Tới đây, sảnh tới đây là... Tới đây ha, cái bường này tới đây. Dạ. Yeah. Cứ đi vô... Vô phòng tắm đây. Dạ, yeah, đúng rồi. Dạ, yeah. Ok. Cứ bây giờ nói sơ chung á là... Đây là cái sảnh và mình có hai cửa đi vô phòng ngủ. Một giữa là mình đi thẳng vô nhà tắm. Yeah. Hay là đây là mình đi thẳng vô phòng ngủ. Ha. Thì bây giờ nếu mà...
chủ nhà tối về vô phòng ngủ là đi thẳng vô đây phòng nhà tắm và cởi đồ ra và đi vô thêm một cái cửa chỗ này. Đây muốn có một cái bức tường, đây là cái phòng thay đồ. Đây là một cái phòng thay đồ, mình dress mình cởi đồ ra đây. Rồi cái mới đi ra đây là một cái phòng tắm, ở đây là một cái lavabo bự ha. Đây một cái lavabo bự. Xong rồi cái chỗ này là sẽ có một cái bồn tắm. Được ngồi đây tắm là dòm ra terrace, quá đẹp ha. Rồi xong bồn tắm mình mới ở đây mình mới một cái cửa. Mình vừa đôi, mình vô đây. Mình vô đây là ở đây là một cái phòng tắm đứng có cửa. Ở đây là một cái phòng vệ sinh. Rồi ở đây là mình làm một cái sauna. Đây mình có một cái tắm khô và cái tắm ướt. Cửa sổ này là mình bịt lại. Dạ. Thật sự cái diện tích này mà vừa khô mà anh thấy nó hơi nhỏ. Anh ấy recommend khách hàng là chỉ khô là rồi. Một khô hay là một ướt. Chứ đừng có khô và ướt, nó chật lắm. Sau đó là bây giờ phòng đây là sauna, vệ sinh, phòng tắm đứng, có cái cửa mình kéo lại cũng được ha. Bước qua đây là có một cái bồn tắm, một cái bathroom rất là sang. Mình mở cho đây là một cái phòng thay đồ cho chủ nhà. Cái đây là có một cái cửa, mình mới bước vô là ở bên đây là sẽ một cái giường ngủ. Ok, giờ mình bước vô đây là thêm một cái suite gì đó. Thì khách mà muốn coi TV thì mình có thêm một cái phòng, cái ghế salon, rồi cái tủ TV đây, không có cần ngồi trên giường xem TV. Yeah, trên phòng này quá đẹp ha. Quá đẹp ha. Phòng ngủ như vậy là lộng lẫy lắm luôn. Anh nghe này Quyên ơi. Anh vừa mới nhận cuộc gọi của bên quản lý dự án là cái cửa chính mà anh thấy không thiết kế thì bây giờ họ không có thể thay đổi sang cái thiết kế mới được. Anh Huy ơi, giờ bao nhiêu quản lý dự án không cho mình thay đổi cửa của bên Vinhome? Còn phải ha. Ủa dạ. Nhưng mà anh nhớ là lúc đó người ta nói là 90% là cho thay đổi được mà em. Dạ. Nhưng mà bây giờ toàn qua không có nhà nào được thay đổi hết. Vì cái cửa đó là cái cửa phía trước mặt tiền, nó là một cái thiết kế tổng thể của toàn dự án. Nên bây giờ muốn thay đổi cái cửa đó là thay đổi riêng mỗi cái nhà của chủ nhà thì bên ban quản lý dự án không đồng ý. Dạ, khó nha anh thấy không thiết kế cái phương án nó hết rồi em. Tại vì bên nó báo mà xác suất là đồng ý là cao nên anh thấy công anh mới thực hiện đó chứ. Để anh gọi anh nói chuyện với bên chủ nhà thôi sao. Dạ. À, bây giờ anh cũng đang rất là hoang mang và lo lắng với cái thông tin này. Để anh cũng phải báo với anh Thái Công để xem thì anh có cái hướng giải quyết như thế nào về cái layout ở cái tầng trệt. Người ta không cho đổi, mình thay đổi cái cửa chính phía mặt tiền, cái cửa gỗ mà anh muốn thay đổi thành cái cửa nhôm, cửa kiến á. Bên ban quản lý dự án của Vinhome á. Một cái căn villa trong những cái khu này thì về việc mà thay đổi mà liên quan đến kiến trúc bên ngoài là một điều hầu như là không thể làm được. Bad news. Được rồi. Là không có cho mình đập cái cửa. Hả? No. Cái cầu thang này là không cho làm. Tại vì nó ảnh hưởng về cái bề mặt tiền của cái cửa. Tại vì mình sẽ tìm cái phương pháp khác. Nhưng bây giờ phải cái đi vô trực tiếp vô phòng khách là 5 triệu nữa. Cái đó là no go. Cái em lên thì quá đẹp, cái này mới một cửa quá đẹp nữa. Em lên lên đây và vô đây là vô cái nhà bên đây là phòng khách. Nhưng mà bây giờ thì nó không cho mình. Bây giờ mình bắt buộc mình vô đây là mình vô đi thẳng vô phòng khách. Điều này nó làm ảnh hưởng đến kiến trúc và cái việc mà xin phép đã bị từ chối, nên là anh Thái Công phải bắt buộc là phải chuyển qua một cái phương án kế tiếp. Bố ơi, em kêu anh Huy với em vô, anh có một cái idea này em. Rồi, lên đây, bây giờ anh đang suy nghĩ là mình sẽ mở cái tường này ra. Cái tường này ra mình mở đây, mình làm một cái tường, mình làm cái cửa khoảng một thước mở vô.
mình phải đổi cái hướng cửa đi. Về cái công năng sử dụng nó không thay đổi, nhưng mà về cái thẩm mỹ thì không có được như cái ý mong muốn của anh Thái Công. Vậy là khách sẽ đi lên trên đây và sẽ vô đây, và cái này mình cũng biến thành cái cửa sổ, và khách sẽ vô đây và mình sẽ tạo ra đây là một cái sảnh. Có nghĩa là giống như vậy, người ta vô đây, người ta vô cái sảnh mình, nhưng mà mấy cái tủ này bình thường mới đầu anh định để đây gì, cái cửa sổ này anh sẽ bít lại và anh để cái tủ qua bên đây. Bên đây thì đây có cái sảnh, người ta vô đây có cái tủ, mình có thể mình treo cái kiến ở đây cũng được ha. Ở đây có thể mình để cái đôn để ta thay dài đó. Và quan trọng nhất là anh phải đập cái cửa chánh này nha. Đi vô đây, nếu mà hỏi nó cho mình đập cái tường này là ok. Anh không ok, cái này chỉ là... Em nghĩ cái này nó không có liên quan đến kiến trúc bên ngoài chắc nó dạ. Chấp nhận ha. À. Dạ. Mà thôi, cái kiểu này em thấy cũng đẹp. Dạ. Dạ. Cái này thì sau khi hoàn công á thì em nghĩ có thể làm được. Dạ. Dạ, sau khi mà mình làm xong giấy tờ để mình... Dạ. Thành công trình đó. Ừ. Vậy có gì em để em gọi em báo cho khách hàng biết một tiếng. Bây giờ cho mình nếu mà thực hiện cái này trước đi. Bây giờ không, nếu mà không có cái này, nếu mà thực chiêu đây là anh không có làm để phòng khách. Nếu mà nó không cho phép cái là cái phương pháp mà là in bed case luôn á, là anh không có làm cái phòng khách này được. Coi là anh mình sẽ biến cái thành này thành cái sảnh vậy luôn em. Có là phòng khách mình phải đưa lên trên lầu 1. Còn phải lên lầu 1 thì cái phòng ngủ trên lầu 1 rất là nhỏ đi. Đúng rồi, nhưng mà tại vì phòng khách lên lầu 1 thì dưới đây là toàn chỉ còn là nhà bếp với phòng ăn thôi. Mà tự nhiên tại vì anh phải làm một cái sảnh ở đây, cái thang máy lên. Nhưng mà cái sảnh này quá bự. Nhưng mà cái này là anh không có trực tiếp vô phòng khách được, thì cái này là phải phương pháp khác. Được, thì cái layout thì anh phải thiết kế hoàn toàn khác á. Tại vì những cái layout là anh xong rồi đó. Rồi ở trên đây này, trên đây mấy cái này là anh phải em thấy hết rồi. Bên đây là nó quá tệ, nó làm nguyên cái phòng sinh hoạt chung ở trên đây nè. Good. Thì anh phải biến chế lại cái ngôi nhà nó vô một cái cửa ở bên hông. Thì đó là cũng một cái cách mà anh phải chế biến lại. Tại vì chỗ Vinhome này là người ta rất là khó khăn. Tại vì nếu mà người ta mình muốn sửa trong nhà thì được, nhưng mà mình muốn sửa cái gì ở bên ngoài á, là người ta không có cho phép. Hello. Sao được dễ được tới đâu rồi? Chắc là em kêu bên nhà bếp làm bánh táo anh. Nhưng mà thay thường xuyên nha anh. Dạ. Yeah. Team 3D đã chuẩn bị và đang đợi em bên phòng họp. Vậy anh họp với team 3D. Vậy mấy em cứ làm tiếp tục ha. Cứ mở đồ sắp xếp vào chừng nào anh xong anh qua coi lại. Ok. Hello. À, tới đâu rồi? So hôm nay mình sẽ lựa chọn đồ trang sức cho cái căn ở Vinhome này. Dạ. Yeah. Yeah. Trong cái quá trình mà thực hiện những cái hình ảnh 3D để khách hàng có thể hình dung là căn nhà của mình sau này sẽ ra như thế nào, thì những cái sản phẩm nội thất ở trong cái hình đó thì khách hàng không có cần phải đi tìm kiếm ở chỗ khác, hoặc là sẽ tìm những cái mẫu tương tự, mà là những cái sản phẩm trong hình 3D là do công ty Thái Công cung cấp. Thì điều đó là nó là một cái tạo ra một cái sự thuận lợi và nó đảm bảo được cái thiết kế của anh Thái Công. Thank you.
cái tiến độ mà chủ nhà yêu cầu cũng rất là sát sao, vì họ phải chuẩn bị cho cái lễ cưới của người con trai. Cái điều đó nó cũng tạo một cái áp lực lên công ty Thái Công. Hôm nay Thái Công đang đứng ở cái công trình ở Ba Son và Vincapilla này đang cải tạo lại hết, và hôm nay tới giai đoạn là những cái tường Thái Công đã xây lên rồi, và hôm nay mình kiểm tra lại những cái vị trí cái tường nó có đúng hay không, và nó có nhiều ra cái xảy ra những cái gì có thể là mình phải sửa lại. Nếu mà dùng cái sổ cái đèn đó mình ra không lấy không hợp lý vậy sẽ khó cần luôn. Sao nó thay một cái tăng khí đó tương tự như cửa mới ra vậy đó, cái này những cái anh để vô là nó đều luôn và nó có lý. Bây giờ nếu mà chưa đi ra thì tiếp cái đó được đấy, cái nó giữ nó sắt nó hợp đây cái gì vậy. Lên trên lầu 1 thì là Linh vừa bước cầu thang lên thì cái đó là một cái sảnh, nhưng mà cái gọi là sinh hoạt chung, cái chỗ đó để cái sofa, để cái coffee table, thì cái phòng ngủ nó rất là nhỏ bé tại vì cái không gian đó nó đã chiếm mất đi rồi. Nguyên cái tầng này luôn, quá xứng đáng cái nhà này. Thầy không? Thầy. Hai cái này đó cũng có hai cái không phải là hai nữa. Thực sự là vào cái thời điểm mà hoàn thiện công trình á, rất là nhiều đội làm việc với nhau, có cái thời điểm mà nó lên tới cả trăm người. Thì cái việc mà mình chen chân vào để mình kiếm một cái mặt bằng để mình thực hiện cái công việc của mình nó đã khó rồi. Chưa kể là mình phải phối hợp làm sao để khi mà mình thực hiện công việc đó nó không ảnh hưởng tới những cái đội khác. Nhưng mà cái này loại này không cần. Cắt cái này sát vô. Sao anh nghĩ là cái này là nó lú ra như vậy ha? Ê, chắc là mình bỏ luôn, chắc không có cần. Bắt bằng luôn, cái này là giữ bắt buộc lên đây, nó là cái đường đúng không? Cái khung đây. Cái khung đây thì chắc có thể là mình cũng không có cần xây lên đây. Mình làm cái khung bao. Cái khung bao gì, anh cho nó khung bao nó qua đi luôn đi. Từng lần cái này nó bằng thì mình ốp lên. Trước sau cái này chắc cũng phải ốp gỗ thêm miếng nữa. Cái này lúc trước, cái phòng này nó để liền diện lại để nó làm kính luôn. Chia cái ổ cắm này chứ không phải là lấy cái phòng này để chia không được ngon. Nhưng mà trong đây lại là gỗ nha. Trong trên cái tiệm mình á, cái lưới nó hở chút xíu. Rồi cái ở trên là làm gỗ. Về cái việc vận chuyển thì đa số những cái đồ mà chủ nhà đặt là những cái đồ có kích thước rất là lớn. Do Thái Công đặt từ ở bên Ý, bên Pháp thì những cái sản phẩm này nó còn cần cái thời gian sản xuất và cái thời gian vận chuyển về Việt Nam. Và nhà của mình là nhà nhiều tầng, tối ưu nhất là phương án là mình thuê xe cẩu và mình cẩu đồ lên.
Cái công trình này thì đa số tất cả những không gian anh Thái Công đều thiết kế là mình lót sàn gỗ. Thì cái mình phải có thêm một cái công đoạn nữa là mình phải bảo vệ cái sàn của mình bằng những cái tấm mút và tấm xốp. Cái này á là thật sự là không phải là villa. Cái này nó bán theo villa chứ đây là cho anh là một cái nhà phố. Villa là nó phải là có cái sân vườn chung quanh cái nhà, nó biệt thự đứng riêng một chỗ, một cái khoảng mấy ngàn mét vuông á, được cái sơi đậu cho là mới là gọi là villa. Đó. Ví dụ mà hai vợ chồng trẻ mà tự nấu ăn thì người ta muốn cái không gian mở như là một cái nhà bếp mở và một bên đây bàn ăn và bên đây phòng khách. Nhưng mà ví dụ hai vợ chồng ở nhà này thì là lớn tuổi, là một cái cuộc sống khác hẳn. Cái cuộc sống người ta rất là có lớp có lan và người ta có nhiều khách cũng lớn tuổi và người ta có người giúp việc ở nhà. Bởi vậy những cái nội thất ở trong nhà nó phải phù hợp với cái chủ nhà và cái giỏ ngoài nữa. Chưa căng đúng không? Chưa căng thì mấy ngày căng lại. Oh my god. Cái này không được đâu. Cái này không phải là của anh cung cấp, cái này là chủ nhà tự đi mua này. Tôi ơi. Bỏ đi. Không có, không tốt hơn, có lẽ thì cái phòng nó không có đi cái cần. Please giúp đỡ Thái Công. Sao anh? Sao? Nó cổ điển thì nó cổ điển, nó hiện đại là hiện đại, hay là nó một cái hiện đại cổ điển, nhưng mà nhìn vô đây cái thứ về cái thiết kế theo thì nó rất là mỏng manh. Cái mỏng manh cái chỗ này nó có mấy cái tròn tròn ở đây, cái không có diễn tả được cái tỷ lệ nó đi làm sao á. Nó không có một cái nguồn gốc nào rõ ràng. Thấy không, nói cái này giống như là anh biết như là nữ trang vậy đó, cái người mang mặc đồ MS Chanel rồi cái tiền đeo nữ trang giả ở chợ Bến Thành vô. Đúng không? À không có à. Mà nó cái đẹp. Ôi bố dạ. Cái đèn thấy hơi thấp, nó chắc là thay lại cái đèn bình thường. Thay lại bình thường dạ. Cái đèn đúng dạ, nên cũng đừng có bự lắm. Em đẩy cái tiều này qua chính giữa của hai cái đèn này. Thôi nó cầm á. Nhưng mà bảo đảm không cho vợ chồng màu xanh thì mình biết là mình lựa cái anh nhìn cho biết sai liền. Hôm nay Thái Công bắt đầu lắp ráp những mấy cái lavabo và mấy cái bồn tắm ở trong cái phòng master bedroom. Thì mấy cái bồn lavabo này là Thái Công phải nhập đến Ý về, vì đúng là một cái sự chi tiết và cái tỉ mỉ của cái sản xuất và tới những cái vật liệu và như mấy cái tay cầm ở trên đây là rất là đẹp, và nó làm người ta làm bằng đồng đặc và brass và chứ không phải là cũng bài sắt và sơn màu. Và tất cả những cái bản lề này và tất cả những cái trong cái bồn tắm này thì bắt buộc muốn mà sang trọng còn cấp thì cái này cũng phải nhập được. Cao TV là 700 á. 700 hay thứ là tính gì mà này? Vì căn nhà cái TV nó chính giữa của cái khung cửa này nè. 700 như vậy thì cái TV hiện tại nó phải gắn bây giờ đồ đạc nhiều không, nhưng mà cơ bản nó cần cái mà nó có lên cái khung trước rồi. Tại vì bây giờ đồ đạc nhiều mà sao em làm vui rồi à. Mấy cái đồ này không có leo lên được, em không có đẩy đồ được, không được có đẩy đồ được. Và một cái ghế salon này nó mất tiền cái TV của em nhiều lần hả giờ vậy. Cái ghế salon này cứ đụng vô cái đồ này em đổ nợ. Bây giờ để xong từ từ lo rộng ra đi, đừng có tự động mà đẩy tới đây luôn cho cái đồ đạc trong đây. Mấy anh ngày khác đi, anh chị điện TV rồi. Cái này cho nó động lại chút xíu để em bích xích ra rồi mình bọc lại rồi cho em pha, sau đó mình đẩy lại. Bây giờ em đeo vô em bích mấy cái này là cái này là kiến nha, em đâu có biết đâu. Mấy cái này chỉ bọc sơ thôi mà đụng vô là mệt luôn á.
vâng. Cái ghế sơ lắm em mua được 5 cái thiết bị nữa. Hơi thấp, có khoảng khoảng thước 6, nó hơi thấp chứ chừng ở đây. Lấy cái thước đo là gì mình chỗ này? Đối với anh Thái Công thì anh quan niệm là những cái đồ trang trí giống như là nó tạo ra một cái hồn, một cái câu chuyện cho một căn phòng vậy đó. Cái tủ này là rất là khó chừng, nếu mà mình chừng mà những cái đồ mà nó lưu niệm kiểu mà hơi bị xến xuống, nó sẽ cũng làm hư cái ngôi nhà. Những cái đồ trang trí mà ảnh lựa chọn cho cái không gian này nó cũng phải có một chút công năng nữa. Ngoài cái phần là trang trí đẹp mắt ra, sau đó là cái vật liệu nó cũng phải phù hợp với cái không gian nội thất. Nó phải thể hiện được cái cá tính của cái chủ nhà. Chắc đẹp rồi, chụp cái kiến này đẹp quá. Đẹp quá hả? Kiến đẹp. Quá đẹp. Cái hình treo ha, ai treo được không? Nếu mà trong cái ngôi nhà mà cái sofa này để thêm được cái mền nó như vậy là nó thêm nó ấm cúng, mà có thể là tối mình ngồi mình xem TV, mình đọc sách, mình nằm trong cái mền, nó cũng là một cái lối sống đem đến cho chủ nhà. Quay lại với cái hình lại. Thì những cái bức tranh mà treo trên tường á, nó cũng phải có một cái đề tài làm sao mà nó phù hợp nhất đối với khách hàng. Khách hàng mình thì có con hay học ở bên Mỹ, cho nên là ảnh cũng ưu tiên ảnh treo những cái bức tranh trắng đen nhìn rất là hiện đại và nó có hình kiến trúc ở bên Mỹ. Rồi thì cái khung đó với khung điện nha. Vậy cái khung đó luôn đi ha, cho nó cùng bộ luôn. Cái này cho nó an toàn. Ok. Như cái bàn này không chịu. Cái bàn này thử là thôi cho nó biết. Rồi ngoài ra thì để mix giữa cái hiện đại cổ điển á, thì anh sẽ lựa chọn thêm những cái bức tranh mà nó có vẽ về những cái bình hồi xưa, anh treo lên cái một cái không gian phòng khách như vậy, thì anh kết hợp hai cái lại với nhau thì nó sẽ đúng cái phong cách tân cổ điển mà anh muốn hướng tới hơn. Thêm cái hình đấy đó, có cái hình đốt cái đèn cày này, cái hình để sáng cái đi cho có cái nhà mình hơn. Anh thiếu một cái thấp ở đây nữa, cái gì anh? Và trong cái không gian này thì anh Thái Công sử dụng một cái tông màu nâu, trầm, ấm theo cái sở thích cá nhân của khách hàng. Đã đi một cái tông màu như vậy rồi thì anh Thái Công sử dụng nhiều loại giấy dán tường. Và cái tông màu nó chênh lệch, cái độ chênh lệch nó rất là ít. Nhưng mà những cái hoa văn nó cũng không có được quá là chọi nhau. Ví dụ như cái khu vực hành lang, anh Thái Công muốn dùng một cái giấy dán tường mà với một cái hoa văn nó đặc biệt,
và nó tạo một cái sự ấn tượng khi mà bước vào nhà. Và cái việc lựa chọn một cái giấy dán tường với một cái hoa văn nó Á Đông như vậy thì anh Thái Công cũng muốn nó một cái gì đó trong những cái không gian Âu Châu, nhưng mà mình cũng dùng những cái yếu tố thiết kế nó mang một cái tính Á Châu, thì nó cũng tạo ra một cái sự tương phản và một cái sự đặc biệt trong những cái công trình ở Việt Nam. Cái điều mà Huy cảm thấy vui nhất đó là chia sẻ với khách hàng khi mà họ đã sống trong cái không gian này sau một cái thời gian dài công trình được thiết kế và được thi công. Anh chỉ chia sẻ những cái suy nghĩ rất là thật lòng, như là đi du lịch ở đâu cũng mong về nhà, tại vì cảm thấy nhà mình một ngôi nhà rất là đẹp, rất là ấm cúng. Điều đó nó làm cho Huy thấy là đúng như là một cái mục đích của một cái người thiết kế. Mình đem lại một cái cuộc sống nó hạnh phúc, nó tốt, đẹp hơn, chứ không đơn thuần chỉ là một cái thiết kế đẹp ở một cái khía cạnh thẩm mỹ. Nào mà nghĩ là muốn một cái phong cách Âu Châu rất là đúng, anh sẽ đáp ứng được. Nếu mà hiểu được cái phong cách Âu Châu thì phải sống ở bên bển và phải có những cái người bạn, người nhà, có lẽ anh đã ở trực tiếp trong những cái ngôi nhà này và anh mới biết được là cái khó sống nó đúng là sao, chứ không phải là anh học theo hình ảnh. Bởi khách hàng đến anh á, người nào mà muốn một cái lối sống Âu Châu thật sự thì là người đó được anh tư vấn rất là tốt. Phong cách anh nó không phải là cổ điển hay là hiện đại, phong cách anh là phong cách sang trọng. Thực sự là rất là yêu quý ngôi nhà của mình và cảm được cái sự đam mê của anh. Thực sự là cái đam mê về nghề của anh thấy nó lớn lắm. Tức là anh là quan trọng là làm được tác phẩm. Anh chỉ muốn đem được một cái gì mà anh cho nó là đẹp nhất đến cho cái chủ nhà thôi. Thấy cả anh cả Huy đều rất là những người rất là đặc biệt. Cho nên là cái cảm hứng đó hình như nó truyền sang cái ngôi nhà, rồi nó truyền sang cái ông chủ nhà. Tự nhiên cái người chủ nhà người ta vào, người ta cũng thấy yêu cái nhà người ta hơn. Anh thấy không? Bây giờ là cứ ở nhà chứ không có đi đâu nữa. Rất là cảm ơn anh Thái Công. Thực sự là anh cũng đã đem những cái cảm hứng mới cho cuộc sống trong cái ngôi nhà. Cho nên là cái điều đó cũng là một cái niềm vui. Có thể nói là cho bất kỳ ai. Bởi vì ngôi nhà luôn luôn là cái chỗ mà mình sẽ muốn trở về nhất.